thì sau khi mà mình đã gọi là móc hết chân tranh rồi và cảm thấy là nó không còn một tì vết gì nữa rồi thì bước tiếp theo có phải là mình sẽ đi sơn không ạ? Chưa phải. Bước tiếp theo thì anh sẽ phải chụp ảnh hay là quay phim để gửi lại cho khách hàng. Bởi vì ví dụ như có những cái khách hàng ở trong Nam ấy là người ta không có ra ngoài đây được. Thế thì trong cái quá trình mà anh đục chạm suốt 10 bước vừa qua thì anh đã phải luôn luôn mỗi một tuần là 2 lượt chụp ảnh quay phim để gửi cho khách hàng. Thế thì đến bước này anh gọi là cái bước là khách hàng nghiệm thu mộc. Thế thì sau khi mình đục xong, mình lắp lên trên một cái khung như này rồi đấy, mình phải quay lại, mình chụp lại cho khách hàng rồi. Trước khi mà em đem đi phun để anh nhìn ngắm là lúc mộc nó sẽ như này đấy, để đến lúc mà phun PU hoặc là đánh dây giáp xong thì ví dụ như là gỗ gụ thì nó sẽ hơi ngả màu như này này, gỗ hương nó ngả màu như này, hay là gỗ gọ nó ngả màu như này. Những cái đấy là những cái mà mình sẽ phải giải thích cho khách hàng, bởi vì nhiều khi là khách hàng người ta không có để ý. Thế mà nếu mà mình làm xong rồi tự nhiên người ta đang thích sáng màu, mình làm xong đây thành tối màu thì người ta sẽ rất là chán. Và cái thứ hai nữa đấy là mình chụp mộc ấy cũng là để khẳng định được là cái tay nghề cũng như là cái sự rất là chân thực của sản phẩm. Em cứ để ý là nếu như mà em đi mua tranh ấy, mà cái tranh nào mà càng sơn son thiếp vàng bao nhiêu ấy thì càng rẻ. Em biết vì sao? Tại sao người ta dát vàng vào tranh mà tranh ấy còn rẻ hơn cả một bức tranh gỗ mà để mộc? Tại sao vậy? Bởi vì là sau khi mà người ta phủ một lớp sơn lên, em sẽ không biết được là cái nền gỗ đấy nó có tốt hay không, nó có mọt nước hay không, nó có sắc hay không, đúng không? Mà em chỉ nhìn thấy đó là một lớp sơn. Thế và sau đó người ta dát một cái lớp vàng lên, có thể là vàng 18K, 9K hay là 24K. Nhưng mà ngược trở lại là ý anh đang muốn nhấn mạnh ở đây là em để mộc ấy thì em sẽ phản ánh được đúng cái tinh thần của phôi gỗ. Ví dụ phôi gỗ này không có rác này, không có mọt nước này, không có các cái chi tiết là bị chắp lối này, hoặc là không có những cái chi tiết là bị gãy rụng ra ngoài để gắn vào, thì hoàn toàn khách hàng có thể kiểm soát được đúng cái chất lượng sản phẩm như là ban đầu mà hai bên đã cam kết với nhau. Thế thành ra là cái khâu mà để cho khách hàng nghiệm thu cái phần mộc ấy là rất ít nơi làm cái việc đấy. Thông thường là làm xong cá là đem đi làm luôn cho nhanh. Thế đến khi mà màu mè nó đã vào rồi là đôi khi khách hàng người ta cũng không để ý. Nhưng mà anh muốn đấy là khách hàng thực sự được trải nghiệm bằng chất lượng của sản phẩm và bằng cái tâm của một cái người làm nghề và muốn đi theo nghề lâu dài. Cho nên là mình phải làm như thế thì khách hàng mới thụ hưởng được những cái gì, những đồng tiền mà khách hàng bỏ ra. Thành ra là anh hay nói với khách hàng đấy là khách hàng đến với tranh gỗ Bùi Gia thì luôn luôn nhận được cái chất lượng là xứng đáng đến từng nghìn của sản phẩm của khách hàng bỏ ra đều phải được xứng đáng thông qua cái chất lượng của sản phẩm và thông qua cái chất lượng của dịch vụ. Thế thì chắc là sau bước này sẽ đến bước sơn rồi đúng không? Đúng rồi, sau bước này thì là đến bước sơn, hoặc là đánh gọi là anh có hai cách. Một cách thì là sơn PU. Thì cái PU là anh sơn bằng cái sơn O7. Cái sơn O7 ấy còn gọi là sơn O7 đấy. Đấy cũng là một trong những loại sơn khá là tốt và cũng là khá là phổ biến trên thị trường. Nếu như mà sơn bằng sơn O7 thì anh sơn bằng 3 lớp. Trong đấy thì là có 2 lớp lót và 1 lớp bóng. 2 lớp lót này thì ví dụ bức tranh lớn như là bức tranh Tùng Hạc Danh Niên hôm nay mình đi treo này, thì giả sử như là 3 giờ chiều nay thì bắt đầu anh phun một cái lớp lót này. Thế sau đó là anh sẽ để nó qua đêm, để cái lớp lót đấy là nó sẽ thẩm thấu vào trong gỗ. Thế sau khi mà phun qua đêm xong ấy, để qua đêm thì đến sáng hôm sau mình sẽ đánh dây giáp lại một lượt. Bởi vì sau khi phun xong thì gỗ nó thẩm thấu và nó sẽ nổi lên rất nhiều những cái tom gỗ, rồi những cái nó sùi lên trên mặt gỗ. Thế mình phải lấy dây giáp mình đánh đi xong rồi mình sẽ phun lót một lớp tiếp theo để khoảng độ tầm 2 tiếng nó khô xong lại đánh dây giáp, và đánh dây giáp xong mình sẽ phun một cái lớp lót bóng, một cái lượt bóng. Thế thì cái lượt bóng đấy nó có rất nhiều những độ bóng khác nhau, bóng 50, bóng 70, bóng 100. Đấy, thì bóng 100 là loại bóng gọi là nó mờ nhất có thể, và cái loại đấy thì nó sẽ tôn được cái vân gỗ lên. Thế thì thông thường của anh hay làm là hay làm vào cái loại bóng 100, gọi là bóng mờ 100.
thì như thế là nó sẽ giữ được cái vân gỗ, giữ được cái màu gỗ, giữ được những cái gì mà tự nhiên nhất của gỗ đưa ra. Thế còn một cách nữa là nếu như mà khách hàng mà không phun PU mà thích chơi cái dòng gọi là tự nhiên nhất thì anh có một cái phương pháp gọi là đánh bằng sáp mật ong. Thế thì giả sử như là những cái dòng gỗ mà anh hay đánh sáp mật ong như là vụ này, hương này, cẩm này hay là gõ, những cái loại đấy đánh bằng sáp mật ong ấy, thì cái quy trình đánh là như này. Anh sẽ mua cái sáp mật ong, người ta đóng thành một cái khuôn như là cái viên gạch ấy. Đấy, xong rồi về anh băm nhỏ nó ra. Thế thì sau đó là cho lên trên bếp mình nấu cái đấy để cho nó tan chảy. Sau khi mà nấu tan chảy xong thì anh sẽ đổ cái dung dịch đấy vào trong một cái âu đựng xăng. Đấy, đổ vào cái xăng xong thì nó sẽ thành ra là một cái chất nó kết tủa. Đấy, thì hai cái đấy là nó dẫn lên nhau. Đấy, xăng nó sẽ dẫn cho cái sáp mật ong nó ăn lên trên mặt gỗ. Và sau đó thì cái phần xăng đấy nó lại bay mùi. Thế thì chỉ khoảng độ tầm 2-3 hôm là sẽ hết cái mùi xăng. Nếu như mà trường hợp khách thích cái tông màu gỗ, ví dụ như là đậm này, và sau đó là bóng này, mịn này, thì anh sẽ tư vấn cho khách đấy là chơi cái dòng đánh bằng sáp mật ong. Cái đánh bằng sáp mật ong như thế là nó sẽ hơi vất vả, bởi vì nó qua khá là nhiều bước và hoàn toàn là anh phải đánh bằng tay hết, chứ không thể nào dùng máy được ở cái đấy. Và cái ưu điểm của cái phần đánh sáp mật ong là nó sẽ rất là bóng, tranh nó bóng và nó đem lại cái vẻ đẹp, nó giống như là một cái bức tranh nó hoàn hảo quá, nó bóng, nó mịn, nó không còn một cái lớp sơ sơ hay là không còn một cái gợn gì ở trên mặt gỗ. Vậy nên là những cái phần phun sáp, phun PU hay là đánh sáp mật ong thì anh sẽ tư vấn cho khách lựa chọn cái khâu làm sao cho phù hợp nhất. Thì cái đấy là sẽ tùy khách yêu cầu cái gì thì mình sẽ làm. Và bây giờ là cũng là bước cuối cùng rồi đúng không anh? Chưa em, bây giờ mới là bước gần cuối cùng. Bước này là bước thứ 12. Bước thứ 12 này có tên là bước đóng gói sản phẩm. Đóng gói sản phẩm nó khá là quan trọng, bởi vì một cái sản phẩm em đã mất rất nhiều công sức để em đóng chạm, nó kênh quăng, nó có những cái chi tiết khó. Nhưng mà giả sử nếu mình đóng gói không cẩn thận, em giao cho bên công ty vận chuyển mà đi mà nó bị gãy hoặc là nó bị rơi rụng mất các chi tiết thì hoàn toàn là bị vô giá trị. Thành ra là cái khâu mà đóng gói là anh đánh giá là một trong những khâu then chốt để dẫn đến một cái sản phẩm nó hoàn hảo xuất hiện trong nhà khách hàng. Thế thì hồi anh là có 3 khâu quan trọng ở trong một cái 3 bước quan trọng ở trong một cái khâu đóng gói. Thì bước đầu tiên là anh phải cuốn một cái lượt giấy bóng ở bên trong để làm sao để phòng tránh những cái trường hợp mà đi đường nó bị mưa hay là nó bị bắn nước vào. Thế thì cái nước đấy nó cũng không bị ảnh hưởng đến tranh. Đấy, cho nên là không phải tự nhiên mà anh cuốn cái lượt giấy bóng cho nó nhiều và nó chắc chắn như thế. Đấy, đến bước thứ 2 là cái bước cuốn bằng một cái lượt giấy bìa cắt tông. Đấy, cái bìa cắt tông đấy thì nó giúp cho cái việc là tranh nó sẽ không bị va chạm vào các cái chi tiết khác, nó không bị chảy xước mất cái phần khung của cái phần tranh. Đến bước thứ 3 là anh đóng bằng một cái lượt khung gỗ ở bên ngoài. Cái lượt khung gỗ đấy là cái lượt gỗ coi như đó là một cái thành trì bảo vệ cái bức tranh của mình. Ví dụ như là công ty vận chuyển người ta có đè những cái gì lên chẳng hạn, hay là cái gì nó có thể xô vào đấy, thế thì nó cũng không bị ảnh hưởng. Thế thành ra là trong cái khâu đóng tranh như thế là mình phải có đáp ứng được 3 cái lớp bảo vệ như thế thì mới ok được. Ngoài ra thì một số những cái chi tiết kênh bong lên như là mỏ con chim hay là những bông hoa nó cao hẳn lên ấy, thì anh có thể là lấy cái giấy mềm ấy, mình có thể kê đệm ở bên dưới để ví dụ như là đi vào những cái chỗ sóc hoặc là lúc mà khiêng nhấc đặt lên trên xe những bức tranh nặng ấy thì nó không bị rung, không bị dập. Để mình gọi là phòng tránh nhiều nhất những cái rủi ro có thể đem lại. Vậy thì bước cuối cùng chắc chắn là giao đến nhà và treo tranh lên cho khách đúng không ạ? Đúng rồi. Là cái bước mà chúng ta đang thực hiện đấy đúng không ạ? Đúng rồi. Coi như là bước mà hôm nay mình đang đi Hải Phòng đây. Đấy, thì cái khâu này là cái khâu đánh dấu cái chặng đường mà mình với khách hàng đã đi cùng với nhau suốt những tháng vừa qua. Thì cái khâu này được đánh giá là một trong những khâu duy trì cái cảm xúc cho khách hàng. Thế thì khi mà mình đến nhà khách hàng mình treo nắp chẳng hạn,
Thế thì mình phải có ví dụ như là đồ đạc đầy đủ này. Cái thứ hai là kê xếp bàn ghế cho nó gọn gàng sạch sẽ cho khách hàng. Đặc biệt là nhiều khi mình đi treo tranh mà mình thấy rất nhiều nơi người ta vô duyên ở cái đấy là ví dụ như bộ sofa này người ta rất đắt tiền thì treo tranh ở trên sofa, nhưng mà tự nhiên mình đi mình lại dắp lên trên cái bộ sofa đấy để mình đứng mình khoan, nó rất là vô duyên, đúng không? Nó sẽ bị ảnh hưởng đến chất lượng của cái sofa. Thay vì như thế, ví dụ như mình đem thang đi đấy, mình đem giấy đi mình trải ra nền nhà hoặc là mình sẽ trải lên trên cái mặt sofa như thế. Thế thì giả sử như khi mà mình khoan thì mình có thể là lấy cái ống giảm tải ấy, đấy, để bụi nó không bay ra, hoặc là mình lấy cái máy hút bụi đấy, bơm ra đến đâu, khoan đến đâu là nó sẽ hút đi đến đấy. Thế thì nó vừa không gây bụi cho nhà của khách hàng, nó vừa không bị hỏng được cái chi tiết đồ nội thất khác. Thế thì những cái phần nó rất là nhỏ như vậy, nhưng nếu như mà mình không để ý, mình cũng sẽ không thể đem lại một cái cảm xúc hay là một cái dịch vụ tốt cho khách hàng được. Mặc dù là ông đục một bức tranh rất đẹp, rất cầu kỳ, nhưng mà đem đến treo xong rồi đứng lên dẫm lên là rách mất bộ sofa của nhà họ. Hoặc là đôi khi người ta không nói ra, nhưng người ta bảo là mình trở thành một người nó bị vô duyên, đúng không? Mình không biết ý. Thế thành ra là những cái đấy là những cái mà mình phải hết sức tinh ý khi mà mình đi treo tranh cho khách hàng. Thì khâu này là khâu duy trì cảm xúc và khiến cho khách hàng mến mộ và khâm phục cái tinh thần làm việc và cái sự tỉ mỉ của mình nhiều hơn. Sự chuyên nghiệp, đúng không? Cái đấy là cái thể hiện cái sự chuyên nghiệp và cái nhìn nhận những cái việc mà nó phải mình phải lường được trước. Những cái việc mà khách hàng thậm chí không nghĩ đến nhưng mà mình đã lường trước và mình chuẩn bị cho họ, thì khách hàng người ta luôn cảm thấy được là ồ, như thế là quá hay. Chính vì như thế cho nên là anh mới nói đấy là khách hàng bỏ tiền ra để chơi một tác phẩm của tranh gỗ Bùi Gia thì luôn luôn xứng đáng đến từng nghìn ở chỗ đấy. Mỗi một nghìn của khách hàng là một chất lượng. Thế thì khách hàng bỏ bao nhiêu tiền thì tương ứng với từng đấy cái chất lượng, thậm chí là còn phải được hơn đấy, khi mình còn có thể quay lại chăm sóc bảo dưỡng những cái sản phẩm mà hoàn toàn là miễn phí, hoàn toàn không có thu phí, không có cái gì cả, đều là cam tâm tình nguyện hết đấy. Cho nên là khách hàng nhận lại được rất nhiều. Và cá nhân mình thì không ngại về cái việc nói đấy là khách hàng có bị thiệt hay là không. Chia sẻ nó hơi ngoài luồng một chút, đấy là nếu như mà chúng ta làm đồ ấy, làm những cái sản phẩm đẹp ấy mà chúng ta nhận rẻ tiền đi, hay là có những khách hàng người ta mặc cả nó nhiều ấy, thì nó không đạt được cái chất lượng đâu. Bởi vì là theo quan điểm cá nhân ấy, khách hàng bây giờ không thiếu tiền, mà thực sự là khách hàng quan tâm là cái đồng tiền khách hàng bỏ ra có xứng đáng hay không. Vậy cho nên là quan điểm của tranh gỗ Bùi Gia đấy là không làm sản phẩm rẻ mà phải làm sản phẩm cao cấp, đắt tiền, nhưng với điều kiện là chất lượng của sản phẩm nó phải xứng đáng. Bởi vì chỉ khi có dòng tiền đủ tốt thì chọn phôi gỗ nó mới được đẹp. Ví dụ có những phôi mà nó không được tốt, xẻ ra ở bên trong nó có những cái vết hoặc là nó có những cái sâu cái mọt, mình sẵn sàng mình bỏ đi, mình chọn một cái phôi gỗ mới. Cái thứ hai là có cái thời gian mình làm, ban đầu mình dự kiến là nó khoảng độ tầm 200 công là xong, nhưng mà có những cái chi tiết nó rất là cầu kỳ và nó rất là khó, thậm chí mình phải làm đến 250 công mới xong. Thế thì nếu như mình không đầu tư thời gian, không đầu tư công sức, không đầu tư chất xám và dựa trên cái nguồn lực của khách hàng thì làm sao mà sản phẩm nó đẹp được, đúng không? Đang từ 200 công mà lên đến 230 công hoặc 250 công, đó là một câu chuyện rất lớn. Chính vì như thế cho nên là kể cả với quý vị khách hàng, chúng tôi cũng nhắn nhủ một điều đấy là không nên chọn sản phẩm rẻ đó, mà phải chọn sản phẩm nó phù hợp với chất lượng, cái đấy mới là cái quan trọng đó. Thế còn nếu như mà trên một sản phẩm nó có thể là có nhiều phân khúc khách hàng và nhiều phân khúc chất lượng khác nhau, nhưng nếu đủ điều kiện thì thực sự là chúng tôi rất muốn cung cấp những cái sản phẩm thực sự là tốt và thực sự là chất lượng, đáp ứng được cái tiêu chí ba tốt giống như là ở trong một cái clip mà chúng tôi đã chia sẻ. Thì quý vị nên lưu ý lại những cái thông tin đó. Công nhận là cái 13 bước của mình nó thi công thật anh nhỉ. Nhưng mà em thấy là trên thị trường bây giờ khá là nhiều những cái bên làm tranh gỗ em. Thì không biết là khi mà anh chia sẻ chi tiết như thế này thì có
lo sợ về một cái bên nào đó làm theo và cạnh tranh với mình. Thực ra là mình phải lấy đấy là niềm vui, bởi vì thị trường đồ gỗ hay là những cái đồ thủ công mỹ nghệ từ trước đến nay ấy, là thường xuyên đi theo cái phong cách gọi là ăn sổi và thì. Thậm chí những cái mà vừa nãy anh chia sẻ với em ấy là càng long lanh, càng rát vàng bao nhiêu thì càng rẻ. Thế thì cái chất lượng là nó sẽ càng kém, và nó sẽ không tạo ra được một cái uy tín với khách hàng, và không tạo ra cái môi trường chơi đồ chuyên nghiệp. Thế cho nên là càng có nhiều người làm nghề giống như mình thì mình càng tạo được ra cái sân chơi nó rất là chuyên nghiệp và bình đẳng. Vậy tạo ra một cái sự cạnh tranh mà phải dựa trên cái sự sáng tạo và bằng cái chất xám của mỗi nơi. Cho nên là cái việc mà anh em càng giao lưu, càng có thể học hỏi được cái kinh nghiệm của nhau là quá tốt. Nên là tất cả những nơi mà sản xuất ra những cái đồ thủ công mỹ nghệ mà để có những cái quy trình bài bản như mình, xong rồi hay các bên này giao lưu học hỏi được với nhau, thì cái đấy là cái mà quá tốt, không có gì có thể tốt được bằng. Và lúc đấy thì khách hàng người ta lại là người được thụ hưởng nhiều nhất. Và khi khách hàng thụ hưởng thì người ta sẽ chi tiền nhiều hơn. Chi tiền nhiều hơn thì người thợ đục sẽ có công hơn, và người thợ đục có công hơn thì lại làm ra những sản phẩm đẹp hơn. Vậy nên là nó là một cái vòng tuần hoàn mà nếu như mọi người cùng ứng dụng vào đó, tạo ra sân chơi tốt hơn, thì nó là một trong những điều mà anh rất mong muốn. Nên là không sợ cái việc là mọi người cạnh tranh. Trên chặng đường mà chúng tôi đi treo tranh ấy, thì có làm một cái clip ngắn như này để chia sẻ với quý vị những cái đúc kết mà 5 năm trong nghề chúng tôi đã đúc kết thành cái kinh nghiệm và cái quy trình, với một cái mong muốn, đó là chúng tôi muốn cống hiến những cái sản phẩm nó mang lại đúng cái giá trị và cái hồn cốt của cái người làm thợ. Và chúng tôi luôn luôn hướng tới cái trọng tâm, đó là chất lượng của sản phẩm và cái lòng tin của khách hàng. Vậy nên là chúng tôi xây dựng ra cái quy trình này vừa để nhắc nhở mình, và cũng vừa để chia sẻ cái kinh nghiệm, để mỗi khách hàng đến với tranh gỗ Bùi Gia đều có một cái nền tảng về đồ gỗ, thì từ đó chúng ta có được một cái câu chuyện nó sẽ phong phú hơn, một cái cách nhìn nó phải tương đối đồng thuận với nhau, thì như thế thì chúng tôi mới có thể sáng tạo và chế tác ra những cái tác phẩm của nó đẹp. Thế thì thông qua câu chuyện này, chúng tôi rất kỳ vọng những nơi cùng sản xuất cũng sẽ có những cái suy nghĩ để cải thiện cái chất lượng về sản phẩm và về dịch vụ, và từ đó tạo ra một cái sân chơi chuyên nghiệp để chúng ta cùng nhau bước ra với thế giới, chứ không phải là những người nhỏ bé cạnh tranh với nhau trong một thị trường nhỏ như của Việt Nam. Một cái câu mà các cụ nói gọi là sóc quay bánh xe nó rất là nhỏ, mình lại cùng nhau làm cái gì đấy nó đoàn kết và nó lớn thì mình mới bước được ra bên ngoài. Vậy thì qua một cái clip ngắn như này thì chúng tôi cảm ơn quý vị, cảm ơn anh em đồng nghiệp chia sẻ, và chúng ta sẽ cùng nhau đóng góp, chia sẻ kinh nghiệm cho nhau để cùng nhau xây dựng nên một cái môi trường chơi gỗ hoàn hảo. Người chơi thì có đẳng cấp và người làm thì tạo nên giá trị. Và rất cảm ơn quý vị khách hàng đã quan tâm theo dõi và chia sẻ cùng với tranh gỗ Bùi Gia. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.